có cái tài liệu mà mai mốt mình bỏ lên cái YouTube, các em có thể tự động coi lại những bạn vừa vắng mặt. Chị Nhã có cần nói cái gì trước khi mà thầy vô cái chương trình không? Dạ, em chào thầy, chào cả nhà mình. Dạ, em chỉ muốn nói là cảm ơn thầy và hy vọng rằng là các bạn khi mà chúng ta tập trung ở đây với một cái thời gian của thầy cũng rất là khó để xin lịch của thầy, thì em hy vọng rằng là mọi người sẽ có cái sự cam kết để mà mọi người sẽ có cái kết quả tốt cho bản thân mình. Dạ. Rồi. Em cảm ơn thầy. Rồi, Và cảm cảm ơn cả nhà mình cũng rất là nỗ lực và tích cực trong cái việc là cầu tiến và học tập. Rồi. Good. Hi. So, cái tiếng Anh thì các em biết nếu mà em có 1 tiếng 1 tuần với thầy thì nó chỉ là một cái lúc mà em gặp một người thầy hay một người có thể chỉ các em cái gì thôi. Còn cái thời gian mà em tự động tìm ra mỗi ngày 15 phút, cái recommendation của thầy không phải là ngày nào cũng phải ngồi 1 tiếng 2 tiếng đâu. Giống như thầy đang học tiếng Mandarin trong cái Duolingo, mỗi ngày thầy chỉ cần tập 10-15 phút thôi. Thì đó là cái mà cho dù là 6-7 tháng rồi mình không biết mình nói tàu nó có hiểu hay không, nhưng ít nhất là thầy cũng thấy nó vui trong người là được rồi đấy. Thì cái đó là cái điều mà thầy muốn các em học, mà mình cảm thấy mình vui vẻ chứ không có phải bị gò bó. Chủ yếu là cái này mình học mình đặt nặng về cái conversation, tại có thể nhiều em chẳng hạn Nhã hay làm việc với các bạn thì biết các bạn đọc cũng được nhiều, các bạn viết cũng khá là tốt đó, nhưng mà cái quan trọng là chị Nhã muốn mình học về 2 cái, là về cái cách phát âm, cái nói cho nó chuẩn và cái tự tin, và cái thứ hai nữa là khi các em mình sẽ đặt nặng về cái self nha. Cái nhóm của mình là mình sẽ đặt đặt khá là nhiều về cái self practice, cho nên cái bài học đầu tiên thầy đưa cho các em là nó có cái self technique đó, nhiều cái self để các em có thể theo đó mà thực tập. Thì mình nhớ là đó là cái mục tiêu chính của mình. Và một cái điều nữa là khi mà mình practice như vậy á, thầy chỉ nghe được có một người nói, từng người một nói thôi, chứ thầy không có nghe được các em practice. Mình có thể breakout những cái phòng Zoom, mình có làm lại những cái phòng breakout đó, nhưng mà trong tương lai nếu mà mình cần thì mình sẽ thầy thảo luận thêm với Nhã, với Giang, với Hà, để mà coi thêm trong tương lai mình có thể làm những cái chuyện gì nó khác biệt hơn khi mà nhu cầu nó cần. Còn bây giờ thì thầy đang dự định ít nhất là vài ba buổi đầu thầy chỉ có một cái lesson như vậy, các em cứ thực tập tới thực tập lui, rồi các em tự record đó, các em lắng nghe, các em cái thể post, có thể tạo ra một cái group trong Facebook, trong cái Messenger, tại vì thầy không có dùng Zalo hay thầy dùng những cái gì khác. Thì nếu mà mình tạo ra một cái group, Hà, nếu mà ai là người lead cho chị Nhã trong cái này thì cũng có thể giúp thầy làm được bước như cái admin đó, thì có thể tạo ra một cái group trong Messenger, các em có thể post, các em có thể nghe rồi thầy sẽ chỉ cho các em tự chỉ cho lẫn nhau, thì cái đó nó sẽ đỡ cái thời giờ của thầy, mà nó cũng tạo điều kiện cho các em practice nhiều hơn. Ok, rồi bây giờ thầy cho mấy em mỗi người mình có thể mình nói, mình tự giới thiệu tên mình đang làm bộ phận gì, và cái một đích chính mà mình muốn đạt được trong cái mỗi cái tiếng mà mỗi tuần mình tới học với thầy là cái gì, mình có thể chia sẻ cái đó trong vòng 5-10 giây. Và thầy bắt đầu bằng từ những cái hình mà ai mà thầy thấy trên cái Zoom của thầy để thầy sẽ mời nha. Các em cứ việc mở mic ra sẵn rồi mình thoải mái. Trong cái thời gian này thầy cũng đang thấy nhiều bạn đang vô, cho nên thầy cho các bạn thêm khoảng chừng 2 phút nữa. Ok, người đầu tiên thầy mời đó là Ngọc Hà. Mở sẵn mic tất cả nếu mà các em Mở mở. mic chị ơi, mở mic chị Hà ơi. Good evening thầy and everybody. My name Hà. I joined this this course because I would like to have a chance to practice more and as I know Mr. Jimmy is very have many experience in sales and leadership. So their lesson every Friday per week. I would like to learn from more from Thai regarding the sales skill and regarding the leadership. Thank you, Hà. Bonus point for nói tiếng Anh. Ok, next. Minh Phương. Hello, hello Mr. Jimmy. Hello Mr. Jimmy, and everyone. My name is Min,
Currently, I work in a planning team. I have experience 1 year in fertilizer decision. I would when I start this lab, I want to learn explain work and came to try conversation faster. Thank you. Thank you. Right. Phương Trâm. Hello, hello, Mr. Jimmy. My name is Trâm. I'm merchandiser at planning department at Viking Việt Nam over 2 years. I joined this club because I want to try to learn and practice more my English and to improve that. I want to learn your experience about sales to grow up my knowledge, and I want to become a good sales person. Please, thank you. Thank you, Phương Trâm. Very good. All right, Miss Minh Huệ. Hi everyone, I'm Minh Huệ and I'm from Technical Department. I work in Viking over 2 years and today I joined this lab to I want to improve my English skill, special listening skill and practice speaking. And I hope to everyone will help me and I try to practice more. Thank you. Thank you, Minh Huệ. Good job. All right, Miss Tina. Hello, Mr. Jimmy and everyone. I'm Tú Tina. I work as a merchandise, and I join this class because I would like to have chance to practice about my English, to improve my English, and also learn about the sales methods and the way how we work with the customer, so that it can support to my work. Yes, thank you. Thank you, Miss Tina. Ooh, right, next, Miss Trang Nhã, the boss. All of you know who am I, right? We just met 1 hours ago. I would like to study from Jimmy in order to improve three things. The first thing is improve the pronunciation in English. Secondly, I would like to improve the leadership skill. And the third one, that is the sales skill. If you have three of these, then you can success in any area you have been working in the whole your life with the better and better results. That's what I believe and have experienced so far. Yeah, that's all. Thank you, Miss Nhã. All right, Miss Y Huỳnh. Hi, Mr. Jimmy and everyone. My name is Như Ý. I'm good at Sambulai and I am a supervisor. I joined this club with two persons. The first, I want to improve pronunciation skill. And the second, I want to improve sales. And I want more about information with progress my our company. Yeah, thank you. Wonderful, Miss Nhi. All right, next, Mr. Hương Giang and the little baby. Hello, Mr. Jimmy and everyone. The boss, I joined this class
in order to improve my sales skills and also practice speaking and listening English. So with these skills, I believe that after have training weekly with everyone, so I can have better result in the future. Thank you. All right, good job, Miss Yang. And next, Miss Phạm Ngọc Quỳnh Thành. Hello, thầy. Hello, everyone. I'm Thành. I'm a quality control in Viking Vietnam. I'm work in Viking Vietnam near 15 years. When I join to our class, I want to improve the pronouns, and I want to more practice to communicate with confident when I communicate with everyone. Thank you, Thầy. Thank you, Thành. Right, last but not least, Nhiễm My. My, but missed me. Okay. Rồi em nói đi mày. Chắc đang bà mới nghe hả? Hình như là em mau mới nghe đó, mình không có nghe em được. Hai My, nghe chị nói không? Giơ tay lên chị xem. My mở cái nút ở trên bàn phím coi. Như được rồi đúng không? Đúng rồi, được rồi đó. Ok, good. Hello thầy, hello everyone. My name is My. I have been working in Viking Vietnam 19 years. The purpose to join the training, I would like to improve my pronunciation because my husband always complain about when I say missing some first or the end of the word. And also I want to improve my skill in the communication with the customer and also about the sale, because with sale I feel I don't have enough the confidence. That's either my the reason why I joined. Thank you. Okay, thank you, May. Wonderful. Okay, good job everybody for the intro. Cái cô vợ camera của Viking thầy hôm nay thầy không thấy có mặt thì chắc là một trong hai người mà xin phép được vắng. All right. So there's a couple of things that thầy listen to everybody and a few of you right now. I think Tina Tú, you have a really good pronunciation. Không phải pronunciation, even mình biết cái pronoun, nhưng cái verb đó là pronunciation. Pronunciation. Miss Trang Nhã, really good. Hương Giang is there, and Yim Mi, your English enunciation is really good. So a few words, cái pronunciation của em nó không có chuẩn, but at least cái enunciation, tức là cái melody, cái nhịp điệu, nó getting better. So that's good. I think just having the foreign husband that helped you a lot in that sense. So there's a couple in here, especially Miss Tina Tú, thầy không biết em có học ở nước ngoài về hay không, nhưng mà cái pronunciation hay là em học tiếng Anh, Tina Tú, cái enunciation and cái pronunciation rất là chuẩn. So there's a few people in the class already, thầy already see cái skill set that already better than other. So những cái người mà thầy mentioned, just to mention, chẳng là Tina Tú, Trang Nhã,
Hương Giang và Diễm My, you will be more like a leader of the bunch, so you can help the rest of them practice more. Okay, so those are the things I can take and see cái level của hai em nó khác nhau already. A couple of things I want to mention, cái pronunciation, cái khi là các em phải try to listen, listen, listen a lot. That's why khi mà thầy nói, thầy record nó lại, các em sẽ listen, or you will listen more of my reading or my audio, book audio, tại vì the more you listen, or em phải thầy listen to any other TED talk or whatnot, mỗi ngày thầy sẽ có cái homework assignments cho các em tập. Chẳng hạn khi chị Nhã nói là secondly, secondly, that's why, that's how mà nếu mà em nói chuyện với người nước ngoài mà em nói là secondly, họ sẽ rất là confused, họ cũng sẽ nghe được thôi secondly. Tại vì trong English nó có cái stress, nó gọi là cái syllable nào mình phải nhấn mạnh, nhấn vào cái melody, cái enunciation. Thì secondly, chứ mình sẽ không nói giống gì Nhã phát âm cái chữ đó rất là chuẩn. Secondly, thầy chỉ nghe em phát âm một cái chữ đó là thầy biết cái trình độ tiếng Anh của em tới đâu rồi. Người thường sẽ nói secondly. The first thing everybody break away from cái cách nói tiếng Anh như tiếng Việt. Tức là không có nói đều 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 đều. Right? Mình phải biết lên xuống giống như mình đang hát hoặc là mình đang bán hàng, giao hàng gì đó. So those are the first thing. Thầy want to call everybody attention, cái enunciation. Right, and cái melody, cái nhịp điệu khi mình nói break away from cái đó là hello thầy, my name is Hà, or hello thầy, my name is Giang. English người ta don't speak like that. Giống như tiếng Việt không nói chào thầy, tên em là Hà, chào thầy, tên em là Giang. We don't speak like that. So why do we speak English that way? Hello thầy, hay là chào thầy, hello thầy, em tên là. Right? Nó có cái nhịp điệu trong đó, nó có cái melody. So pay attention to cái melody. So that's the first practice, everybody. You will practice saying your name and what your title or what's your job at Viking. But now think about you singing it instead of you talking. Like talking, not choppy, not break, 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 break. That's the monosyllable tone của English, của Vietnamese language. We learn English, so the first thing always think about, I'm singing, I'm not just talking. Không có phải, hello thầy, tên của em là. Hai thầy, chào thầy, tên đầy đủ của em là Nguyễn Thị Ngọc Hà. Right? Nó có cái nhịp điệu trong đó. So that's the first thing everybody need to pay attention. Right? And thầy sẽ chỉ các em correct những cái này slowly one at a time. Right? So mình không có nhiều thời giờ, mình sẽ go straight to cái bài tập luôn. Là mình pull up cái bài của ngày hôm nay. Thì trước tiên là thầy sẽ đọc trước, các em sẽ nghe, lắng nghe. I like somebody mentioned about try to train your listening skill. So listen very carefully and then you repeat. Right now thì you repeat silently, tại vì thầy sẽ, nếu mà 11, 12 em cùng nói thì nó sẽ rất là ồn trong cái phòng, mình không có nghe được. Thì that's okay, repeat. You can all mute your and practice it. But pay attention to cái melody khi mà thầy nói xong rồi các em sẽ mình sẽ pair up, mình sẽ tập và mình sẽ find a way, chẳng hạn như mình tạo ra cái break room hay gì đó. Right, tại mình có khá là nhiều người trong đây. Nên nếu mà thầy không có cơ hội thực tập thì các em có thể là thầy pair up từng người một, các em tự thực tập với nhau and record cái session, rồi có thể post lên, xong rồi mình sẽ tập cái này mỗi ngày. Các em phải post một cái video 1 phút 2 phút không thành vấn đề, nhưng mà cái quan trọng là everybody post the video and keep practicing so I can listen while I'm not here with you today. Okay, so we will practice first and then you listen to cái melody. Cái hôm nay là we all trong cái tuần này là we learn about cái melody, là cái enunciation. Right? Chẳng hạn như thầy sẽ đọc là greeting and introduction. Thầy sẽ nói introduction. No, no, no introduction. 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 Cái chữ gì mà có chữ sin là cái stress nó sẽ làm cái chữ trước đó. So greeting, chứ không phải là greeting and introduction. Greeting and introduction. Me mentioned about cái chữ chồng cầm ra về cái chuyện cái chữ cuối cùng. Right? Nếu mình nó không rõ mình sẽ nói là greeting and introduction. Greeting and introduction. So cái bài tập thứ hai, beside cái introduce your name melody, bài tập thứ hai là speak slow and finish the last word. Everybody, that's the second exercise.
Anh Ngọc Hà có thể note mấy cái exercise mà thầy nói mình phải tập để mà có thể em summarize at the end cho thầy. Vậy tại mình thầy không có viết nhiều xuống. Nhớ cái bài tập thứ nhất là introduce yourself with music, kiểu như là cái tone, cái melody. Cái hai nữa là pronounce the ending word, slow down and pronounce the ending word, reading and introductions. Mình sẽ tập speak faster later. Okay, so greeting and introduction. Customer, right? Customer, mình phải đọc cho nghe cái được cái chữ R đó, roll cái lưỡi của mình, chứ không phải là customer, 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 right? Không phải là customer, customer, customer. Every single sound mình phải đọc cho nó rõ, giống như là mấy em nghĩ mấy em nằm hát vậy đó. Khi mình hát mình không có nuốt chữ, mình muốn đọc rõ tiếng Anh mình cũng đừng có nuốt chữ. Customer, right? Đọc nhanh, customer. Nhưng mà bây giờ mình đọc chậm, mình break từng cái chữ một ra. Customer. Rồi mình chỉnh cái lưỡi của mình. Right. Hi, I'm interested in learning more about Viking products. Right. Product, chứ không phải là product, product, product. Products. Right. Mình đọc break từng cái chữ một ra như vậy. Products. Right. Hi, I'm interested in learning more about Viking products. Thì khi mà mình nói nhanh nó sẽ là Hi, I'm interested in. Interested, cái chữ D đó nó sẽ kick vào cái chữ in sau, nhưng mà cái đó không có quan trọng bây giờ. Hi, I'm interested in learning more about Viking products. Mình đọc từ từ nó sẽ nhanh lên, mình sẽ nói Hi, I'm interested in learning more about Viking products. Thì các em, thầy sẽ là đóng cái vai của người customer, các em sẽ là người sales staff, ok? Là hello, welcome to Viking Việt Nam. My name is, không phải là my name E, my name E, my name E. Cái chữ S dục nó đi đâu mất tiêu rồi. Right? My name is, right? How can I assist you today? How can I assist you today? Phải đọc cho rõ cái chữ S, không phải là How can I assist you today? How can I assist you today? Right? Mình không có đọc cái kiểu đó nữa, mình sẽ là How can I again, melody, assist, cái keyword here is assist. Cho nên khi cái người Mỹ mà họ nghe mình đọc tiếng Việt Nam á, họ không nghe hết được đâu, họ chỉ nghe hai ba chữ là họ đoán được mình nói cái gì. Tại vì khi mà thầy mới học tiếng Anh cũng y chang như vậy đó, thầy chỉ nghe được vài ba chữ là thầy đoán họ biết cái gì. How can I, những cái chữ nó rất là common, mình biết rồi. Cái keyword trong cái câu đó là cái chữ assist. So phải biết cái keyword trong mỗi cái chữ đó là cái gì, mình nhấn mạnh cái chữ đó thì cái người nghe nó sẽ hiểu mình rất là dễ. Right. Hello to Viking Việt Nam. Right. Cái chữ welcome thì ai cũng biết rồi, mình không cần phải nói là welcome to Viking Việt Nam. Welcome to Viking Việt Nam. My name is Dương Ngọc Hà, Diễm My, Phương Trâm, whatever. How can I assist you today? Cái question giống như là hôm nay tôi giúp bạn được cái gì? Right. Thì tiếng Anh cái question mark mà em biết rồi, thầy nghĩ là cái câu hỏi nào nó cũng lên giọng á. How can I assist, xuống cái chữ you, today, not yesterday, not tomorrow, but today, right? How can I assist you today? Okay, so thầy sẽ làm cái người customer and everybody sẽ practice cái hello, welcome, mình nói cái tên của mình rất là loud mà rất là slow. First set mình sẽ try cái này slow, okay? Hi, I'm Jimmy. I'm interested in learning more about Viking products. Everybody. Hello. Welcome to Viking Vietnam. My name is Nhã. How can I assist you today? Very good. Rất là beautiful. Cái melody của nó sao lại very good, right? Slow, cái cadence tức là cái nhịp điệu. Như vậy là just about right. All right, everybody, just repeat it one more time. Hello, I'm interested in learning more about Viking product. Hello, welcome to Viking Vietnam. My name is how can I assist you? Okay, all right, good job. Hello, welcome to Viking Vietnam. My name is da 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 da. How can I assist you today? How can I assist you today? Right? Đọc chậm trước, xong rồi slowly mình sẽ pick up cái tone, cái melody. Right. So
we practice sound at the same time, right? Cái greeting, cái hello đó là khi mình answer cái phone. Thì muốn là mình answer cái phone giống vậy, hay là mình vô cái meeting, mình welcome somebody, exactly the same thing. Khi mà mình gọi điện thoại cho ai, mình cũng nói như vậy. Right, product inquiry. Bây giờ mình phải hiểu về product. You want to sell? You need to know what are you selling. So mình sẽ hiểu cái product của mình chút xíu. Dĩ nhiên mình sẽ không có cần theo cái thứ tự này, right? Later on mình sẽ có cái sales practice, mình hỏi về vợ chồng con cái làm sao. Nhưng bây giờ the next thing you need to learn, you need to know a few good products of Viking. Để mà nói, I'm not sure, I think we have a lot, this our catalog confuse the heck out of people. So we have to say, okay, customer, hey, can you tell me, can you, right, tell me about your best selling products. So the keyword in here là best selling products, right? So best selling products, say, that's a typical, say, hey, can you tell me about your best products, hoặc là best product or best selling. But best selling, chứ không phải là can you tell me about your best selling product, right? Cái đó là mình đọc, mà mình đọc làm biến, mình phải exercise cái lưỡi mình chút xíu. Can you tell me, can you tell me, nghĩ about, nhấn mạnh, your best selling products, okay? Thì khi mà mình trả lời với khách nè, absolutely, right? Absolutely, or sure, right? Để cho người ta nghe cái mình không phải là mình nói chuyện, mà mình trả bài, mà mình có cái feeling trong đó, sure, or yes, or absolutely, right? Our top products includes, nghĩ một cái, fire resistant, airport, you know, rain gear, whatever, hai ba cái product thì các em tự động nghĩ ra. Mà absolutely, our top products includes, khi mà nói products thì cái người nghe như thầy nghe, mà ai mà nói our top products thì thầy nghe là thầy sẽ nói là ồ, cái này số nhiều, nó sẽ có hai ba cái gì đây, hoặc là nhiều hơn. Mà nếu mà nói our top product thì thầy nghe như vậy, thầy chỉ đoán, thì chỉ đợi cái lỗ tai thầy nó chỉ đợi có một cái thôi, right? Bởi khi mà nói our top products include, some can mention rain gear, jeans or sportswear or whatever, right? So cái đó là cái mà mình sẽ, which one would you like to know more about? Which one would you like? Say, which one, nó đi together, would you like to know more about? Thì mình sẽ break lại, chứ mình sẽ không có which one would you like to know more about. Mình sẽ không có nói kiểu đó nữa nè. Which one would you like to know more about. Mình learn how to group mấy cái chữ và mình break. Nó gọi là phrases, tức là cụm từ đó, right? Absolutely, our top products include, you go ahead and mention high market products. Which one would you like more, would you like to know more about, right? Which one would you like to know more about? All right, everybody repeat bên này. Thầy sẽ làm customer rồi các em lặp lại cái câu sale nha. Can you tell me more about your best-selling products? Absolutely. Our top products include firefighting and sizzling products. Which one would you like to know more about? Okay, good. Everybody, one more time. Can you tell me more about your best selling product? Absolutely. Everybody. Our top products include the workwear. Which one would you like to know more about? Good. Workwear. Okay, not work where, work where, work where, right? Work where. Đừng có drop cái chữ, nhớ là phải finish cái chữ cho nó tròn. Everybody, you can mute, you can open, you can make a lot of noises, doesn't matter. Nhưng mà thầy chỉ muốn các em tập nói hai ba lần. Can you tell me more about your best-selling products? Absolutely. Our top products include fire resistant workwear and ski wear. Which one would you like to know more about? Yeah, which one would you like to know more about? Lên dọc. Which one would you like more? Which one would you like to know more about? About. Which one would you like to know more?
cái chữ about nó cũng không có quan trọng, cái chữ này không có cần. Actually, bỏ cái chữ about. Which Which one would you like to know would more? you like to know more about? Just because a top mình nói là can you tell me more about your best-selling product là good writing, but that, which one would you like to know more? Right, so that's vậy đó cũng được. Good. Mình sẽ có cái practice mà bây giờ cái sale thì mình những cái này là các em phải nhớ nha. Ai mà trong sale team nhớ the best three products của company mình là cái gì, mình phải nhớ cái đó. Product explanation, the customer họ sẽ hỏi thêm, I'm interested in your, let's say, fire resistant uniform. Can you explain its features and benefits? Right, so thầy interesting, I'm interested in, I'm interested in, chứ không phải là I am interested in, right? But I'm interested, interested in, nghĩ một cái, fire resistance uniforms. Can you explain its features and benefits? So the keyword here, explain, feature, benefit, or the verb and other noun, those are strong words that we need to learn to pick up so we understand better, right? Ngoài cái pronunciation, các em lắng nghe thì lắng nghe cho cái chữ, cái động từ và cái danh từ, cái đó là hai cái mà cần pick up là mình sẽ hiểu được most of the conversation. Can you explain its features and benefits? So các em sẽ tự động explain something, just say your fire resistant or your workwear hoặc là your ski wear. Mình sẽ pick một cái product đó, mỗi người phải learn tất cả những cái product này. Thì mình sẽ có một cái cheat sheet, mình sẽ học rất là nhiều về mấy cái này later on. Okay, so customer, everybody think about what you want to explain, just one product. What the feature, what the benefit, feature, benefit, feature, benefit. Always remember cái đó nha. Always remember. I'm interested in your fire resistant uniform. Can you explain its features and benefit? Everybody? Okay, do it again. I'm interested in your fire resistant uniforms. Can you explain its feature and benefit? Yes, I will tell you about the ski wear product. It's a waterproof, so it helps you will dry when you go out. And it's also breathable, so you can feel comfortable for a whole day when you ski. Okay, all right. Whatever you want to explain, we can explain. Good, let's try that sentence one more time. I'm interested in your fire resistance uniforms. Can you explain its features and benefits? Okay, so let's move on to the next sentence that we want to practice. Number four, handling rejections, or in this case, they will ask you more information. That sounds great. That sounds great. I'm concerned about the price. I'm concerned about the price. That sounds great. I'm concerned about the price. Or, oh, that's not what I have in mind. That's a wrong product. Or whatever, but in this way, we just, that sounds great. I'm concerned about the price. So sales happen, I understand, right? Or I acknowledge, or oh, I know, or I hear you, right? When acknowledge, always repeat whatever the customer, oh, you're concerned about the price, or I understand, or I listen, I hear you. Let me see if I can offer any promotions or discounts or a version that is more affordable for you, right? So we always try to find a different solution when somebody complain about the price. Or, oh, you're concerned about the price. What price
you think would be okay. That's a simple or. We can say, oh, let me see if I can find any promotion, discount, or a version that more affordable for you. Right? And if that concerned about the price, then mình phải address cái concern đó. So I will practice center number four nha. That sounds great, but I'm concerned about the price. Everybody? That sounds great, but I'm concerned about the price. So everybody, your sales staff, so say, I understand, let me see what I can do, offer a discount version, everything, all right? So number four, let's try that again, one more time with everybody taste. I'll be the customer, you will be the sales staff. That sounds great, but I'm concerned about the price. I understand. Let me see. If I can offer my promotion or discount or a version that is more affordable for you. Right. Good job. So I understand or I hear you. Right. People rất là thích khi mà mình nói là mình nghe họ, mình lắng nghe. Oh, I see. Or oh, I understand. Oh, I hear you. Oh, okay. That's your concern. Let's see what I can do. We have promotion, we have discount, we have a version that may be more affordable for you. Khi từ từ là mình sẽ học cái đó, nhưng mà bây giờ là khi learn a few keywords, khi mà mình sẽ học, khi mà people concerned about the price, you say, okay, let's see what I have any promotion or discount, or if you buy a lot of number or quantity, we can lower the price. So cái đó là mình sẽ learn more. But now it's just, oh, that's how great, everybody, yeah, I'm concerned about the price. Everybody? I understand. I understand. Let me see if I can offer any promotions or discounts or a version that is more affordable for you. Or a version that is more affordable. Okay. Good. All right. Thầy customer number five. Okay. Or great. I will take whatever the product. I will buy, you know, 100 sets of your fire resistant or whatever. I will take that product. I will take that ski wear. I take that, you know, work wear. I will take that, you know, fire resistant, whatever. Great. Oh, okay. Let's see. Everybody, khi mà mình có cái conversation, we all have có mấy cái chữ mà nó để mà like, okay, I understand. Excellent. Great. You know, we do great all the time and I change a few words. So in this case, okay, I take that product, right? And get sales after like, excellent choice. How do you want to pay? Or shall I assist you with the payment process? Right, thì khi mà mình close cái deal là mình phải find a way to help họ pay. Cái này là có thể là người ta bán lẻ nhưng mình bán sỉ hay whatever cũng vậy. Khi mình đi conference cũng thế. Great choice. Okay, how do we sign the deal? How do we sign the contract? What's the next sign? What's the next activity? What's the next game we get together? We have to close that deal. Okay, I will take that product. I will take that product in this case. Everybody, excellent choice. Excellent choice. How do you want to pay? Shall I assist you with the payment process? Process. That's excellent good. Choice. How do you want to pay? Shall I assist you with the payment process? Good, excellent. Whoever, thầy just nghe đó sao rất là chuẩn luôn á. Nghe giống như là cái cô Mỹ nào nói luôn á. Excellent choice. How do you want to pay? Or how do you want to pay? How do you want to pay? How do you want to pay? Shall I, right? So shall I là cái gì mà nó có cái future? Hay là mình ask for permission, nó dùng chữ shall. Nó sẽ không dùng chữ will. Chữ will là like, I will do something. But when we ask it always, shall I assist you? Nói đây, em dùng cái chữ may I assist you with the payment method? Nó đều là good. Okay. So those are the five key questions that we start. We train today. We không có cần phải train a lot. So thầy biết là mấy em có cái tờ giấy trước mặt hết trơn rồi. All right. Mình sẽ practice. Thầy sẽ practice with Tina Tú. Okay, let's do một cái Tina Tú, một cái conversation. Pick at a sample conversation. Xong rồi thầy sẽ để các bạn pair up và tự try với nhau a few times. Để get more, get practice, so thầy sẽ, các bạn sẽ learn to listen. Thầy nghĩ là các bạn sẽ listen qua thầy với Nhã, với Giang, với Diễm My. Mình sẽ đưa bốn cái demo, rồi thầy sẽ pick
mình có thời gian mình sẽ practice more. All right, so just simple, go straight to the point. All right, so are you ready, Carl? Yes, I'm ready. Yeah. Hi, I'm interested in learning more about Viking products. Yes. Hello, welcome to Viking Vietnam. My name is Tu, and how can I assist you today? Can you tell more about your best-selling products? Yeah, absolutely. Our top products include workwear, fire-resistant uniform, and sportwear. So which one would you like to know more? I'm interested in your sport wear. Can you explain its feature and benefits? Yes, we have many kinds of sportwear for the ski wear with the waterproof function, and for the running wear, running jackets with the windproof. Okay. All right. So this is something the practice. Yeah, that's fine. Keep going. Okay. That's all great. But I'm concerned about the price, though. Yes, I understand. Let me see if I can offer any promotion or discount or a version that is more affordable for you. So I think this jacket is the price is more comfortable for you. Yeah. Okay, sure. So I will take this ski jacket. Oh, excellent choice. How do you want to pay? Shall I assist you with the payment process? Okay, good. All right, that's a very, very, very good conversation. So I think Viking Vietnam sales team, if you need to have somebody come out and sell, you can load up Tú ra and she can probably handle the conversation really well. Comment, feedback một chút xíu cho cái này chung. Thầy không biết các em có nhớ cái introduction của chị Nhã, right? Khi chị Nhã nói, oh, I want to join this class because I have three reasons, I have three purpose. Three purposes. Same thing khi mà introduce product, thầy nghĩ thầy muốn các em là phải rõ ràng cho cái number để cái thằng nó đừng confused, right? So khi mình sẽ nói là absolutely our top three products, our top two products, our top five products. Always cho một cái number. Thầy không có recommend mình go more than three. Nhưng mà khi mà làm như vậy á, mình sẽ help cái người nó lắng nghe, nó sẽ nghe được cái con số và nó sẽ nghe 1, 2, 3, 4. Let me know, we have four products. Okay. The good yes, our top products are, you know, workwear, swimwear, yoga pants, and, you know, ski jacket, fire resistant. Oh, we have more. Not ready to confuse the conversation. Always nail down two, three products and give the number. Then người ta sẽ lắng nghe mình rất là dễ. Okay, so that's a good training technique. All right, chị Nhã là rồi. Yeah, em đây thầy. Yeah, thầy đang coi, thầy đang dùng cái này, thầy chỉ có thấy được bốn người at the time thôi. Alright, Nhã, let's practice again, okay? Hello, I'm interested in learning more about Viking products. Hello, welcome to Viking Vietnam. My name is Nhã. How can I assist you today? Yeah, can you tell more about your best-selling products? Absolutely. Our top products, including three products. The first one is the workwear. Secondly is fire resistant. And the third one is the sportwear. Which one would you like to know more about? Okay. I think I'm interested in your fire resistant uniforms. Can you explain its features and benefits? Yeah. Regarding the fire resistant feature, fire resistant refers to the ability of the material or product to withstand fire and resist burning, melting, or toxic fumer for a special period under certain conditions. Benefits: fire resistant material provide critical protection in situation where fire hazards is present. They help prevent the spread of fire, reduce the risk of injury or death, and minimize property damage, making environment safer for occupants. Yeah, something like that. Great.
Wonderful, right? That sounds great, but I'm concerned about the price, yeah? I understand. Let me see if I can offer any promotions or discounts or a version that is more affordable for you. Okay, wonderful. Okay, I will take this fire resistant products then. Excellent choice. How do you want to pay? Sales, I assist you with the payment process. All right. Good. A lot of good. A lot of things still need to work on. Very important. Các em có thể thấy cái difference khi chị Nhã đọc something và chị Nhã nói something, right? So cái key là mình phải học làm sao mình biết cái product của mình để mà khi khách gọi mình sẽ hoặc là mình có thể để hết tất cả những cái product trước mặt, nhưng mà khi mà đừng có đọc mà phải nhớ là mình đang talk to a customer, right? Giống như mình đang nói chuyện với chồng với con mình, đó là thường thường cái dễ nhất để mà mình relate it to cái conversation, để mình try to not reading the conversation, reading the material. Tại vì nếu không thì nó càng keep the conversation càng short chừng nào thì mình sẽ less cái opportunity to make mistakes chừng đó. So that's something that thầy muốn các em để ý cho thầy chút xíu. Nhưng mà không sao hết, những cái product này mình phải học. Ok, cái sales staff là phải học một hai cái product, and thầy đập em dậy nửa khuya mấy em cũng phải nói được. Alright, next one, Hương Giang. Let's practice with thầy. Để roll để thầy coi where cái mẹt của Hương Giang đâu rồi. Ok. Yeah. Hi, I'm interested in learning more about Viking products. Hello, welcome to Viking Vietnam. My name is Zhang. How can I assist you today? Can you tell me more about your best-selling products? Absolutely. Our top products include sportswear, workwear, and fire-resistant uniform. Which one would you like to know more about? I'm highly interested in your sportswear. Can you explain its features and benefits? Of course. For the sportswear, we have the waterproof, functionable, also with the windproof, and we have the different kind of sportswear such as skiing, hiking, and running. Which one would you like to know? Oh, I love to hike, so I want to learn more about the hiking products. Yeah, I understand. Let me see if I can offer you any promotions or discount or a version that's more affordable for you. Great. I will take all of your ski products or your hiking products. Great. How do you want to pay? So I assist you with the payment process. Okay, good job. Excellent. Right. So thầy sẽ đưa cái bài này ra, nhưng mà next week khi mà mấy em practice, mấy em không có cần phải đọc verbatim, right? Chẳng hạn thầy dùng chữ absolutely, em có cái chữ gì em thích hơn, em sẽ là great hay là good, thì cứ việc dùng nó thoải mái. Nhưng mà cái khi là mình change những cái chữ, mình đừng có dùng một cái chữ là great, 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 cả cái công ty ai nó cũng great hết trơn. Right. Ok, last but not least, một cái người thầy muốn practice trước khi mà thầy để cho các em tự động practice, hay có câu hỏi hay có cái gì để mình wrap up cái chương trình của ngày mình hôm nay, với lần cho Hà remind lại cái homework của mọi người. Diễm My, practice với thầy một lần nhé. Yeah. Okay. Hello, I'm interested in learning more about the Viking products. Hi, welcome to Viking Vietnam. My name is Yi-Mi. How can I assist you today? Can you tell me more about your best-selling products? Absolutely. Our top products include three kinds. The first one is the fire-resistant. The secondly is the workwear. And the third one is skiwear. Which one would you like to know more? I love to ski in the winter, so I want to learn more about skiwear. But can you explain more about its feature and benefits? Yes, of course. The feature of the skiwear, that's the first thing, either waterproof, especially for the Gore-Tex,
This ear can keep you on while dry, the rice in the raining or also the snow. And the and the other thing is the breathable can keep you grow, feel comfortable and keep and with the in like the ventilation. So so that's it can about the breathable. It keep you feel comfortable whole day, and the sweat will go out. Okay. Right. Sounds great. I love it. I'm going to think about all of these things, but I'm a little bit concerned about the price, me. Oh, I understand. Let me see if I can offer any promotions or discount or a version that's more affordable for you. I think that's about the ski wear with the Gore-Tex fabric. It will be suitable for you. Excellent. I will take that ski wear with Gore-Tex products. Wonderful choice. How do you want to pay? Shall I assist you with the payment process? Okay, right. Good job. Very good. Okay, so this a very good introduction meeting. Cái comment, cái feedback của thầy là các em phải biết cái product của mình a little bit better. Thầy biết là chị Nhã và Giang có cái cả một cái catalog của cái công ty của mình đấy. So những cái catalog đó là những cái mà các em phải học nhiều một chút xíu. Mình sẽ học và càng nhớ là càng ngắn thì là càng tốt trong đó. Một khi mình nắm vững được cái material của mình rồi và các em phải trả bài với nhau rất là thành thạo và những cái keywords trong cái những cái keywords right, not keyword, không có cái keyword trong đó. Mà nếu mà cần thầy chỉ, thầy hoặc thầy sẽ đọc trước, các em sẽ nghe chẳng hạn như chữ ventilation, right, ventilation or water resistant, thì thầy có thể đọc trước mấy cái chữ đó, hoặc là một cái người nào mà đọc chuẩn một chút xíu, các em đọc hết mấy cái chữ đó, và mình sẽ để cái đó lên và các bạn sẽ lắng nghe các bạn thực tập nha. Những cái từ vựng chuyên môn của mình phải phát âm nó rất là chuẩn, để khi mình ra nói chuyện với khách thì khách họ sẽ feel more comfortable, hay là người ta sẽ biết mình nói cái gì. And cái đó là mỗi người có một cái card and mình cái have cái đó and mình cái practice. Cái lesson hôm nay mà the good one is all of you can just have these questions on the 3x5 card and we flip the cards and we keep saying it. Mà cái key là mình phải practice on cái enunciation when mình talking to somebody with you. Mình sẽ first, second, third, right? Thầy nghe a lot about firstly, secondly, or lastly. Mình không cần mấy cái ly trong đó, right? No more ly, no more chén, không có gì hết. First, second, third, right? 1, 2, 3, được rồi. Right? Không có cần mấy cái chỉ đệm ra. The less you talk, the less a mistake that we potentially can pick. All right, Ha, can you repeat the homework that everybody need to do for this week? Can. We have two homeworks today. First, we need to practice enunciation and we shall sing a song. Yes. The second, we practice in pair two or three person together and record the lesson today. That is two homework we need to practice during liquid. And cái number three is your products, right? That's cái homework number three that everybody need to learn at least three products at Viking and know about all the keywords that Viking, when we describe a product, we tell the benefit or, you know, what feature, we need to know all of that. Like ski, ventilation, Gore-Tex, you know, water resistant, or fire resistant, mấy cái chữ đó là mấy em phải học để mà biết cái vocabulary của cái ngành nghề của mình, right? Okay, anybody have any question, comments, any feedback, anything that you would like more, or any suggestion how we can use this hour better? Now is the time that you can just raise your hand and you can góp ý với thầy trong vài ba phút trước khi mình chia tay để cho các em đi nghỉ ngơi. Everybody can unmute your
camera or your laptop or your phone and use the right hand feature and just feedback. I have a question. Yes. When we make the homework, where we can post the homework to? Okay, good question. Why don't have create một cái Facebook Messenger group and we can post on that. Okay, and everything posts, they just try to keep it under a minute or a minute or short, so we can always watch and learn from each other. So just do that with Messenger, okay? And our teacher will correct one by one. Is it right? I will try my best. And if you post before the weekend, then I will have the opportunity to do that. Because all of you, I know you will wait until Thursday and all of you post it. And I have like 20 of video that I can watch and no way in the world that I can do a good job. So everybody, your deadline is by this weekend. By Sunday, you don't finish this practice, you cannot go to sleep on Sunday, okay? If anybody posts after Sunday, then thầy không có guarantee là thầy sẽ có cái thời giờ mà thầy coi, right? Tại vì thầy có khá là nhiều việc thầy phải làm. Cho nên nếu mà you post by Sunday before you go to sleep, then I will guarantee you, you will get one-on-one feedback. Otherwise, it depends on my workload. So the deadline for your post video every weekend is Sunday at midnight. Got it, everybody? Yes. And the daily practice, all of those things, that will come from your team leader, chị Nhã hoặc là Ngọc Hà, whoever that become a leader for the English club này, okay? Other questions? No? All right. Feedback, everybody. Everybody learn something. One more question, Thầy. Yes. One more question, Thầy. Yes. How long for the video, for one posting, we have to the live meeting for one video? Is it right? No, you can. Well, of course, I don't want you to post 20 videos. So I highly recommend just one or two at the best. At the most, I'm sorry, at the most, but give me your best, okay? You have to practice minimum, at least 100 times before you post a video to me. You need to practice at least 100 times. That's a magical number, okay? Không phải là, oh, 11:59 tối rồi, record một cái đưa cho thầy. That's not good. You have to practice at least 100 times. Every single thing before you post, I want to see what the best product that you can put on there, and I will review that one. Did I answer your question, huh? Thầy ơi, em hỏi là một cái video dài nhất là bao nhiêu phút, tối đa là bao nhiêu phút hả thầy? Thầy nghĩ là mình sẽ giới hạn cái gì nó cũng khoảng từ một phút trở lại thôi, right? Không có cần nhiều đâu. Cái quan trọng là mấy em practice a lot, tại vì thầy chỉ cần nghe 15-20 giây là thầy biết được với em cần chỉnh sửa cái gì rồi, right? Cho nên mình không có cần phải post nó dài. Cái điều là quan trọng là mấy em practice trước với nhau và phải rất là chuẩn, rất là good trước khi post để mà thầy understand cái best shot. Nhưng mà thầy lắng nghe cái intro của các em và thầy biết các em, mỗi em đang cần những cái gì rồi. Thầy ơi, em hiểu như thế này để cho các bạn làm đúng không nha thầy? Okay. Có nghĩa là cũng là trong một cái tình huống đó, nhưng để mà mình giới thiệu vô cái sản phẩm của mình thì mình sẽ đưa vào, và với mỗi một cái ý mà giống như lúc nãy thầy đang nói là feature hay là benefit, thì ngay chỗ đó mình sẽ hoàn thiện, là ví dụ như mình bỏ vào đó là ba cái ý cho mỗi một cái ý đó, cho mỗi một cái dạng sản phẩm đó, thì các bạn sẽ tập để nói như vậy, và các bạn sẽ tập mỗi một bài ít nhất là phải trên 100 lần để mà mới record xong. Sau khi record xong rồi thì là sẽ gửi cho thầy nghe cái phần tốt nhất, để mà thầy có thể góp ý và chỉnh sửa, để mà mình biết rằng là mình đang sai ở đâu và mình có thể làm cái gì tốt hơn, phải không thầy? Dạ. Yeah. Cái chủ yếu là thầy sẽ giúp các em về cái English pronunciation and also cái sales skill at the same time. So phải nhớ là không phải là
mình học một cái mình quên cái kia rồi nha, mình đang học cả hai cái luôn. Cho nên cái gì bọn em post cho thầy không phải là thầy chỉ lắng nghe cái enunciation, cái English melody của các em, mà thầy lắng nghe cái nội dung của các em lắng nghe nữa. Cho nên mấy em phải tập trung mấy cái đó một chút xíu. Vậy cho nên những cái đó là nó phải âm phần cái catalog của mình hay những cái gì mà để cho nó thống nhất, chứ không phải là 10 người nói một cái fire resistant product, 10 người có nhiều 10 cái benefit khác nhau, cái đó nó không có good. Công ty nó phải có một cái script về tất cả những cái này, em phải nhớ học, bây giờ mình phải học thuộc lòng với tất cả những cái này. Dắt Bích chị Nhã là Dạ, cái script và cái nội dung thì là em sẽ chịu trách nhiệm cái phần đó. Còn xong các phần còn lại thì là các bạn sẽ có trách nhiệm là các bạn học thuộc nó để thống nhất về kể cả về cái vấn đề nội dung khi nói. Dạ. Vậy, tại vì nếu mà thầy nghe những cái feature mà mấy cái benefit mà nó không có lọt lỗ tai hoặc là nó không có mạnh thì thầy sẽ góp ý về cái đó, nhưng mà thầy sẽ không có đặt nặng về cái vấn đề mà cái nội dung của các em. Mình chỉ cần chỉnh sửa nội dung một lần hai lần khi mà thầy làm việc với chị Nhã hay là với cái sales team hay là với Giang hay là với Hà là được rồi. Còn các em là nhiệm vụ là phải come up với mấy cái đó, phải học thực tập mấy cái đó, right? Chứ thầy sẽ không có chỉnh sửa từng cái một trong mấy cái video của các em. Thầy sẽ đặt nặng về cái cách phát âm và cái conversation style của mấy em nhiều hơn. Ok, good. Còn gì nữa không? Rồi, thầy nghĩ là hôm nay như vậy là tốt rồi. Cho thầy thỉnh một cái tiếng chuông, xong rồi từ từ, đừng có worry too much nha. Cứ have fun learning and everything will be okay. Ok, cảm ơn mấy em. À, thầy không biết là chị Nhã sẽ quyết định ai là cái người team leader cho cái English Club, sẽ giúp thầy tạo cái Messenger Group, post cái exercise and follow up với mấy các bạn, rồi remind các bạn, nhắc nhở các bạn thực tập, rồi cái deadline đồ này nọ thì giúp thầy cái đó. À, thầy nghĩ là mình cứ từ từ rồi tuần tới mình sẽ coi nữa, và mình sẽ coi cái format của cái lớp này mình cần như thế nào, nhưng mà chủ yếu thầy sẽ để ý rất là kỹ trong thời gian đầu là cái hai cái phần quan trọng là cái enunciation và cái content của mình để mà giúp các em sales, ok? Bây giờ thì thầy sẽ cho các em nghỉ, còn chị Nhã thì cứ cho thầy khoảng 2-3 phút nữa, xong rồi để thầy take care wasabi chút xíu, xong thầy quay lại cái one on one coaching với em nha. Dạ, dạ vâng thầy. Bye cả nhà, thì chúc cả nhà một buổi một cái weekend vui vẻ nha. Dạ, chào thầy ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn Dạ, thầy. chào thầy. Chào thầy. Ngọc Hà làm lớp trưởng nha Ngọc Hà.